Anh chào và cô chú bác và anh chị em và tất cả mọi người đã ghé thăm kênh của mình. Chị Bình để trên bàn là chị nấu nước gừng rồi đó, em lấy nước đó xong rồi bỏ mật ong uống. Có một anh tên gì chị quên rồi, nói là nấu lá rau riết cá nhưng mà lá đó nó hôi với mồ, em uống đâu có được phải không? Thôi nhưng mà nói cũng tốt, không mất biết cái gì nói được cái uống. Thôi nó nước gừng dễ, không có mùi không có gì hết, mình bỏ mật ong vô uống là ngon rồi. Tại sao mình sống đây đó không có sao không bệnh hoạn, cái nào là bị đau chân đau rồi bị kỳ ôi. Thường là vậy, ở dưới ngoài xuống trăng rồi mình khỏe mạnh nhé. Mới nằm nằm sofa mà nó bệnh gì cái nằm giường bệnh nữa. Em nằm giường hoài đó, em chạy ra nhà sau em nằm giường hoài đó. Em đâu có nằm giường đâu, chứ ở dưới kia em cũng có giường vậy. Nằm giường giường nền dưới đất nằm vậy. Nó trong cái nhà tròi của em có giường mà, có cửa sổ là quạt đúng không? Ừ, có giường có cửa sổ ở ngoài không? Hả? Có, anh có quay cái cửa sổ. Ai thích nhà đó của em kìa. Trời ơi, nhà lý tưởng à. Căn nhà lý tưởng với lại cái lều ở giữa sông nữa. Nhà ở giữa, chết chết không nước mưa có chạy lọc ra. Nó mua ở ngoài cũng có ngàn hả chị, người ta cho em đó. Có người tò khi cho em á. Chị đi có nhà không? Giống. Em có bao giờ em ra đây ngủ lần nào chưa? Trời ơi, ngủ chưa, nó làm cái đang bờ xong nó làm nó xong nó ngủ ở đó chứ hả? Cho nó mát hả? Nóng quá hả? Xong ở đó em có thường đi bắt cá về em nấu ăn không? Em nói cá về em nhốt nó vô, chị thấy cái đường lạch của nó không? Thấy, nhưng mà có đem về ăn không? Có, con đem chiên. Bắt một con bự, em nói là con bự thì bắt một con đem chiên. Ừ. Vậy là bằng con cá ngoài hồ của chị rồi phải không? Đâu. Thì có xả của mình. Nó bự gấp đôi. Cá ngoài hồ chị bự hơn. Nó bự gấp đôi. Cá nó bự lắm. Em làm lửa lớn quá, nước đột hết rồi, em đang làm nhỏ xuống nhiều người. Em nêm thử có vừa chưa, có muốn cho chanh vào không? Có muốn cho cà chua không? Hay là cho không vậy thôi? Rồi em để nước bự lửa lớn quá nó bị đục nước hết trơn rồi. Em đổ lại nước cho chị để em. Em để lửa rầm rầm vậy nó đục nước hết trơn rồi, em phải vặn nhỏ xuống. Chị á. Xin có cà rốt không chị? Em muốn canh gì mà canh cà rốt trời, canh gà nấu với cà rốt hả? Muốn không thì chị bỏ không? Canh gà để hút nước gà thơm với cà chua thôi, nhưng mà em không muốn bỏ gì hết thì thôi coi như gà với lại gừng thôi. Có thơm đâu, thơm nhưng không mặn. Để bỏ gì cơ, chị cho chút bột gà vô rồi nước là mình xúc nữa, chị cho chút bột lên gà vô rồi đủ rồi. Thôi bột lên gà vô là ăn đủ rồi, không có cho gì nữa hết hả? Để lửa nhỏ vậy được. Nhỏ vậy thôi chứ em để lửa to quá nó đem nó đục nước hết. Trời ơi sao em không vớt bọt ra cho nó trong trẻo đẹp đẽ. Cái mờ dầu mỡ này vớt luôn tại em ăn không có được. Đúng rồi, ăn nóng thì ngon. Chị biết là em luôn luôn nó nóng. Cái gì hỏi gì hết làm gì? Chị con có tụi em nói nóng cái cửa nào không? Ui, chị Phương Đắc con cứu hóa ôi. Chị đi hỏi chị Đức bảo không có. Cái thằng đó là cái thằng nó láo. Vậy là anh không bao giờ tin nó, chị Đức nói vậy. Chị hỏi thẳng gì đó kìa, hỏi thẳng luôn à. Hỏi chứ có em bị hôn nát không à? Ừ, mừng nói em hôn nát. Vì viên cắn. Chị Đức bảo cắn nó viên thì có.
Là rất là cảm gì được rồi. Ai ngờ đi hỏi gì đấy. Ai gì tự nhiên mất cỡ gì ngắn cái hỏi ai ngờ thì đi hỏi. Hỏi thật sự em nói láo cỡ nào. Chị nghe là chị biết em nói láo rồi, nhưng mà chị cũng vẫn đi chị hỏi. Chứ là lòi cho đuôi chuột của em ra là em nói láo cỡ cỡ nào. Ăn gì mà chỉ có gà với là gừng thôi, không có làm gì nữa hết, sao mà ăn ta? Thôi đi qua hàng mía xin lá rau thơm mày bỏ vô đi, chứ nếu gà vậy không ăn ghê lắm. Không phải, rau húng quế. Nhà mình nhanh ra lần sau kiếm thôi. Không có gì ơi, chú hàng mía xin được là có hả? Có. Em gọi phun cho hàng mía đi. Gọi đi, em gọi đó. Thôi giúp bạn tao gọi. Em nhìn thơm mấy lần? Hai lần mặn quá. Hai lần hay một lần? Có xíu đường nữa rồi không chị? Ừ, em cho tí đường đi. Chị nấu làm gì nấu mặn quá chị ơi. Nó muốn chị cao máu rồi chị mệt mỏi lắm. Nghe đây chưa? Rồi. Hơi mặn hả? Ừ. Nấu là ngon muốn lại rồi mệt. Mệt thế, muốn được cao máu mà mệt. Lấy cái kia nữa nó đảo 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 lên cái đó, cái gỗ đó, cái đồ đó em cầm hai tay hai trái đảo nhìn là biết không biết nấu ăn rồi. Khều 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 trời ơi, sợ quá. Cho lửa lớn tí rồi ừ, cái đó mình ăn mình bỏ đi. Hôm nay ăn cái cơm đổ tội á. Sáng giờ bỏ đi. Thôi em hôm nay ăn nè. Nó... Chị quay video mà em ăn thảm thiết quá không được thằng ơi. Nghèo quá thảm quá không được. Không được ăn cơm nghèo rồi mình lấy ăn cả rau đó chị. Nên là giàu giống người ta. Canh gà mà với gừng này em mới bị đặt ra phải không? Chứ xưa nay không hề có món này phải không? Có, thấy bấm YouTube con không biết nghe. Chị chưa nghe ai nói mà ăn cái món canh gà sợ. Với lại ăn gà với cái gì? Uống chén canh gà chắc là cái này rồi. Em ăn nên có làm dấu chưa? Bây giờ em đó làm lại. Phải làm như vậy trước khi ăn chứ không phải là sau khi ăn. Sao còn phải nói nữa. Em thì xin mời cô chú bác anh chị em ăn cơm. Rồi xin chào ông bà và ông bà cô chú bác anh chị em ăn cơm. Rồi giỏi quá. Quá quá giỏi. Này bớt rồi. Bớt chút. Nên được ăn canh gà rau xào ngon quá. Mà Lệ mê cái rau xào tỏi này lắm em. Đậu đậu xào tỏi hay là... Ừ, Lệ mê cái đậu đậu xào tỏi lắm. Chị không biết sao nữa. Hồi xưa chị cũng không có ăn, không biết ăn rau đó. Xong khi chị mới đi vô nhà hàng Phú Lâm á, có
không biết order rau gì, cái họ suggest là order rau đậu xào tỏi. Cái chị order xào xào tỏi. Em nói chị ăn chị mê luôn, chị cũng thích nó. Đậu xào tỏi. Ăn một đống thôi. Đi đâu đó? Ô, lấy nhiều nhiều như thế rồi. Chị có thử trồng rau đậu đậu này rồi mà sao chị trồng không được? Nó lên xong nó vàng vàng, chết nó tiêu. Chị không biết trồng cái gì? Không phải. Nó làm sao đó, bỏ đó đi. À, chị không biết trồng là chị không biết trồng thôi. Nó làm sao đó, nó đòi cái gì không biết, chắc phải lên YouTube coi thử người ta trồng sao. Sắp bố con gà rồi này kia. Đỡ đậu nè. Ăn ngon quá. Đỡ đậu xào tỏi ăn ngon quá ha. Lại mê món này lắm. Chị nhỏ lớn thì đâu nấu cơm đúng không? Chưa vợ với con gái gì, chị nấu cái gì vậy nè? Chưa, chị cũng nấu chứ. Nhưng mà con gái chị nó cũng có biết ăn đồ Việt Nam, mà thường nó ăn đồ Mỹ hơn. Thấy gì đâu biết nấu, chị nấu cái gì vậy nè? Nấu cơm thò rồi, biết không? Hồi nhỏ có một lần nó ăn cá chiên nó bị ốc thương. Chị sợ quá, từ đó chị không có làm cá, không cho nó ăn cá nữa. Vậy nó biết thèm cá, nó tới nhà đưa nó chơi đưa chim cá cho nó ăn. Không về nó. Mà bố lớn giờ nó vẫn đi ăn cá. Nó không biết ăn đồ Việt Nam nhiều lắm à. Hồi nhỏ thì nó không biết, sau này nó lớn nó biết, nó không thích. Nó không muốn xúc vừa ngon à. Thôi, ăn rau ngon hơn. Chị kêu chị xào mặn như vậy chứ còn tắm nước mắm nữa. Ủa mặn, các bạn thử thôi. Có mặn không? Mặn không mặn. Lửa nó lớn nha. Nó thử dọn không? Dần rạc. Thì hả? Nếu gì thích tính ngon thì thào lạc thôi. Nhưng mà chị ăn, chị thấy nó nhạt xèo à. Tại miệng của dân mặn á. Tại người Bắc có mặn lắm dữ không? Có lỡ này em ơi, đã leo lên lưng cọp rồi, phải cọp bay đi luôn. Lỡ ăn mặn rồi ăn chế đến hết đời luôn. Ngon quá, rau đậu đậu này xào ngon lắm. Mai mốt chị nghiên cứu rồi sang năm mình trồng đậu đậu này mình xào mình ăn cho sướng nha. Ôi cha, thôi giờ này chị Đức, không biết chị Đức có cá kho cho bố chị hay không? Thôi cho bố chị ăn gà kho luôn cho rồi. Bố chị ăn cái bắp rồi chứ thấy thằng Cường. Hôm nay có món gì cho bố vậy chị? Con cá thôi ạ. Rồi em có gà kho để em hỏi bố thử bố thích gà kho hay là cá. Không biết bữa nay ngán cá hay chưa. À em biết sao, đâu có biết nón món gì mà sáng giờ đã có nấu cá gì đâu. Thì, thì bố thích cá kho thì mỗi ngày ăn có kho thôi. Bố vẫn ăn, ăn không bao giờ bỏ đâu chị ơi. Còn món khác là bố bỏ bố không ăn á. Nhưng mà không thì đâu có dám nấu gì mà nấu thì mình bố thì chị đâu có nấu cái gì cho chị được không đâu mà ăn cá không. Ừ chút cứ đem cá kho sang cho bố nữa đi chị, để em coi. Bố ơi,
Hôm nay ăn cá kho nữa hả? Bố muốn ăn gà kho rừng không? Thôi ăn gà kho rừng một bữa thì sao nha. Những ngày nào cũng ăn cá kho nó ngán thế. Rồi, để con lấy, đưa con. Cô lấy, cô lấy. Hôm nay cho bố chị ăn gà kho. Cho nó kiểu mới một chút. Ngon không? Cái ngon luôn. Ăn đã lâu lâu phải ăn đủ món đi chứ bố. Ngày nào cũng ăn cá kho ngán qua đến ốc luôn là hết ăn rồi. Thôi Việt Nam có mấy gà Mỹ này hồi xưa thì rất ngon mà. Ok, bây giờ Việt Nam cũng ăn gà dai không? Gà Mỹ này là gọi là gà công nghiệp, không ai ăn nữa đâu em ơi. Bây giờ Việt Nam văn minh lắm. Em không về Việt Nam em không biết rồi. Hồi xưa có một con gà thôi mà cả gia đình ăn xài đủ món đó. Đó là chuyện hồi xưa cái thời bao cấp. Bây giờ hết bao cấp rồi, bây giờ cũng ngon lành, ngon hơn Việt Nam. Chắc có vài miếng ăn à. Cái thời xưa ai cũng khổ, bây giờ hết rồi em ơi. Bây giờ hãng ngoại quốc vô làm đầy, hãng Mỹ cũng đầy, Việt Nam cũng có việc làm tốt hơn bên Mỹ. Chị nghĩ nếu mà bây giờ chị đang ở Việt Nam thì làm gì? Chị lựa chọn, nếu hiện giờ chị chưa bao giờ đi Mỹ, chị đang ở Việt Nam, mà lựa chọn giữa đi Mỹ với ở lại Việt Nam thì chị chọn ở lại Việt Nam. Ở đó mình vui, mình được ăn những cái đồ mình thích, mình ra đường nó cùng với cái gì nó cũng giống với mình. Ở đây nó khác mà mình cũng không gặp nhiều người Việt Nam, mà cuộc sống mình đâu có gì vui đâu. Em đi nghỉ tiếp. Đi nằm nữa hả? Anh đi nghỉ cho khỏe, thứ ai làm chứ. Đây là Duy, người cắt tóc cho Huỳnh. Người đẹp trai là nhờ Duy nha. Có mấy lần mà mình làm biến đi chỗ khác á, trời ơi hình đại ngố luôn. Người xấu xí rồi nhờ Duy mới đẹp trai chút xíu. Rồi Duy ơi, em nói em làm tự nhiên chuyện gì á Duy? Golden Caesar. Kéo vàng đó, toàn là kéo vàng thôi. Kéo vàng đó. Nó là dạng gì, dạng gì. Như anyway đẹp trai là được rồi. Ừ, có sâu đẹp trai là được rồi. Còn đây là một người đẹp ở trong tiệm Golden Caesar. Tên gì? Tên gì để người ta đến, người ta lấy hàng. Anh thì xin cảm ơn ông bà cô chú bác và anh chị em và tất cả mọi người đã xem video của anh thì.